gì khó đã có má tôi lo. Má ơi, chuyện gì to má phá cho nhỏ nhỏ xí xiu à. Chuyện gì nhỏ thôi má bỏ qua. Chuyện người ta kêu má người ta qua. Má là phụ nữ chứ má chẳng phụ ai. Má mà số 2 thì chẳng ai số 1. Má tôi number 1. Má là trụ cột, má là nóc nhà, má là siêu nhân, má là má của tôi. Má lo, chuyện gì không có má lo. Má lo, má lo. Má lo, má lo, chuyện gì không có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Má của tôi trong tay như có phép màu. Chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to. Vì bên con có má đây rồi. Có má rồi. Má lo má lo, chuyện gì khó có má lo. Má lo má lo. Má lo má lo, chuyện gì khó có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Được à. Má của tôi trong tay như có phép màu. Giữ thần ngon. Chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to. Vì bên con có má đây rồi. Dù con vấp ngã má đỡ con lên. Dù con sai đường má vẫn bên con. Ê, nhìn gì vậy? Nhìn gì đâu? Đừng có chối nha. Hồi nãy tôi vừa bắt gặp được luôn á. Cái ánh mắt này nè, rồi cái thái độ này nữa. Gì? Rất là đáng nghi luôn. Nói thiệt cho tôi biết coi, nhìn cái gì? Tôi nhìn gì đâu. Cậu tính nhìn lén nội dung đúng không? Trời đất ơi, nói còn cười còn nữa. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cái bài này là nằm trong cái bài ôn tập cuối kỳ nè. Cậu phải học thuộc nắm lòng chứ. Phải tự suy nghĩ lên, không có dòm dòm vậy được. Tôi nhớ rồi, nãy tại tôi quên thôi. Mai mốt tôi sẽ lưu ý, tôi sẽ thuộc nắm lòng đó. Hay quá. Đúng là cái giới trẻ ngày nay học hành có điều kiện xong là không biết trân trọng gì hết. Cưng biết cái thời của chị không? Nó khác liền. Nè, hơn ta mấy tuổi đâu mà xưng chị lên mặt dữ vậy? Ủa, xưng chị thì sao? Ủa sao tự nhiên hôm nay thái độ kỳ vậy? Thì tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi mới làm gia sư cho cậu chứ. Tự nhiên cãi gì vậy trời? Thì biết rồi. Rồi đó, sắp hết giờ học rồi đó. Coi còn gì muốn hỏi nữa thì hỏi luôn đi. Chị Trâm. Ừ. Có này, tôi nói đừng giận nghe. Cậu không học thuộc bài đúng không? Bị cô kiểm tra bài xong mà điểm thấp nữa đúng không? Phải. Chứ sao? Sao tối ngày suy nghĩ mấy đó không vậy? Tôi muốn nói là... Trâm ơi! Dạ? Lát dậy xong xuống nhà bà nhờ chút chuyện nha con. À, dạ ba. Dù sao nói gì nói lẹ đi, bà cậu kêu tôi nói chuyện kìa. Tôi... Gì vậy trời? Nửa hoài luôn á. Nguyên ngày hôm nay tôi bị mấy cái cuộc gọi này hoài, cứ nhá máy hoài luôn. Ghê. Rồi sao nói gì nói luôn đi. Ý tôi là tôi thích... Ý cái gì? À, thích toán hơn thích văn đúng không? Mấy bữa nay nhìn cái thái độ là biết rồi đó. Nhưng mà cái này tôi nói thiệt, toán hay văn á thì mình cũng phải học đều đặn với nhau hết. Tại vì môn nào mà mình học yếu á là mình cũng phải ở lại lớp hết trơn, hiểu không? Gì vậy? Ủa gì vậy? Yeah. Thái độ gì vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ở đây nói chuyện mà sao đuổi ta vậy? Bất lịch sự vậy? Vậy sao vậy? Gái ăn đứa không miếng tinh tế vậy. Người ta thích mình cũng không biết nữa. Dạ? Con đi học phụ huynh cho ông sĩ thầy bà á bà? Ừ. Dạ nhưng mà cái này á, thường mà là mời phụ huynh riêng á là phải là người trong gia đình đi. Một là chú Dũng, hai là cô Diệu đi mới được á bà.
Trời ơi, ba biết rồi, ba nói tụi nó rồi. Nhưng ngặt nổi á, thằng Dũng ngày mai nó nhận một cái đơn hàng gì mấy trăm bánh gì đó để nó làm cho giao cho sự kiện vậy, thành ra nó lu bu công chuyện đâu có đi được. Vậy chứ mình còn chị Bội thì sao ba? Trời, con Bội nó là giáo viên của trường, nó lại là chủ nhiệm của một lớp khác nữa, nó đâu có đi thế được con. Với lại con Bội nó đâu có chịu đi cho thằng Sĩ. Ủa sao vậy ba? Học dở quá mà nó mắc cỡ, nó đâu chịu đi giùm đâu. Ra là gì vậy thi nha mình? Dạ đừng nói nha, đừng kêu bà nha. Sao vậy ba? Bà họp nó hoài rồi, bây giờ bà không đủ can đảm để đi họp nữa đâu. Ủa là sao nữa vậy ba? Trời ơi, con nghĩ coi, con thằng cháu nội mà năm nào đi họp, lần nào đi họp nó cũng đứng đầu sổ mà bắt từ dưới đếm lên, cho bà nội của nó phải muối mặt với phụ huynh, phải nhục nhã với cô giáo. Trời ơi, có đất nẻ nè, tao chui xuống dưới liền. Dạ vậy thì nhưng mà bây giờ chỉ có con chỉ là gia sư thôi à, con đâu có đại diện được đi đâu. Đó, gia sư mới đi đó con. Con vô đó con họp rồi con coi là thằng Sĩ nó yếu về cái môn nào đó, cái con tập trung con dạy cho nó cái môn đó, như vậy là tốt quá rồi còn gì nữa. Hen. Dạ cũng đúng. Nhưng mà bà ơi, tại đó giờ là con chỉ có phụ huynh đi họp cho con à, chứ con chưa làm phụ huynh ai hết trơn á. Thì bây giờ mình rút kinh nghiệm, người á càng ngày càng lớn lên, con phải làm phụ huynh chứ đâu con phải làm học sinh hoài đâu. Với lại giúp giùm bà đi. Trời ơi, bà già vậy mà cứ đi họp cho thằng cháu nội nó như vậy ha, chắc có ngày bà đau tim bà chết. Giúp giùm bà đi. Dạ thôi, để đó con đi họp giùm cho. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Nè, kinh phí đi họp nè, đây cầm đi. Dạ thôi, con không có nhận đâu, con đi họp giúp được rồi. Trời ơi, dầu sao cũng uống nước rồi xăng cổ rồi nữa chứ con. Cầm đi con, đừng ngại. Vậy con cảm ơn bà nha. Ừ. Dạ. Trời ơi, con nhận lời bà khỏe quá trời quá đất luôn ha. Cô cảm ơn các phụ huynh đã đến để trao đổi về việc học tập của các em. Việc trao đổi cũng đã kết thúc rồi, phụ huynh có thể ra về ha. Chào cô. Chào cô. À, riêng phụ huynh của em Sĩ thì nán lại để cô trao đổi thêm chút xíu nha. Thôi, môn nào cũng dưới trung bình, giờ còn bị cô giáo thương ngồi lại nữa. Hèn gì bà nữ mới đùng đẩy cho mình đi học thay chứ. Dạ, cô muốn nói là gia đình mình nên kìm cặp em Sĩ thêm. Tại vì cô thấy em Sĩ học hành chểnh mảng, rồi hỏng kiến thức nghiêm trọng. Không biết là gia đình có thuê gia sư để dạy thêm cho em Sĩ không? Mà kết quả học càng ngày càng kém vậy. Dạ có thuê gia sư chứ cô. Trời ơi, gia sư là giỏi lắm luôn á, là sinh viên trường kinh tế nè, xong rồi nhiệt tình rồi chu đáo nữa cô. Vậy thì phải xem lại trình độ của gia sư. Chứ thời nay sinh viên dởm nhiều lắm em à. Mình phải lựa chọn cho cẩn thận. À, nếu mà được á thì cô nghĩ mình nên đổi thử gia sư coi sao. Chứ gia sư gì mà càng dạy em Sĩ học càng dở thì có vấn đề rồi đó. Dạ cảm ơn cô góp ý. Dạ để em về em nói với gia đình em. À, cô chỉ muốn nói như đó thôi. Bây giờ cô xuống lớp nha. À, cảm ơn em đã đến để trao đổi. Dạ cảm ơn cô. Nghĩ gì kêu đuổi gia sư, nói mình không có trình độ rồi nữa. Tức thiệt chứ. Con xem đi, 10 lần như một, chỉ có một tờ giấy duy nhất này thôi, chữ trong đó không có gì thay đổi. Trong khi đó mệt bà tức. Cô giáo chủ nhiệm lần nào cũng nói có một câu duy nhất thôi: bà về nhớ ráng mướn gia sư để dạy kèm cho cháu. Mà trong khi đó bà có mướn gia sư mà chứ có phải không mướn ở đâu.
chứ cháu nó học dở quá. Riết rồi không dám đi họp luôn. Trâm à. Dạ ba. Bà chỉ có một đứa cháu nội thôi. Cái chuyện này á, thật ra nó cũng rất là khó nói. Không lẽ mình sắp bị đuổi dạy hả ta? Con giúp bà nha con. Con ráng dạy cho thằng Sĩ á, cho leo giờ cũng được nữa. Miễn sao nó tiến bộ, tốn bao nhiêu tiền bà cũng chịu hết con. Dạ ba. Con hứa với bà, con sẽ cố gắng hết sức bình sinh của con để kèm cặp cho thằng Sĩ được lên tiên tiến luôn bà. Ờ, được chứ vậy em. Thì bà sẽ thưởng con liền. Dạ ba. Ê, nãy giờ 10 phút trôi qua rồi đó mà cậu mới ghi mỗi cái chữ giải thôi hả? Biết rồi, làm gì. Ơi, tự nhiên vẽ tùm lum tùm lá gì vô tập vở vậy trời? Tùm lum tùm lá đâu, vẽ vậy mà không thấy hả? Cái gì vậy? Nè, cái bí đỏ. Cái bí đỏ là sao nữa? Rồi không biết làm là bí chứ sao? Trời ơi trời, nói gì được luôn hả? Đợi mốt đi thi là bẻ cái bí như vậy hả? Ừ. Trời ơi, ai gọi mình? Em má tôi gọi á. Tôi ra ngoài nghe điện thoại á nha. Tôi quay lại là cũng phải giải bài tập đi á. Dạ, nghe nè má. Ôi, con đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có làm mai mối lung tung người cho con. Con á, là chỉ thích những người đàn ông nào mà thông minh nè, học giỏi nè, với lại sáng lạng thôi. Thì ra, mẫu người bạn trai lý tưởng chăm là học giỏi. Sao nữa má, mấy người mà má giới thiệu cho con á toàn là những người mà học dở không à. Mà học dở là con không có chịu đâu. Con cực kỳ ghét mấy người đàn ông mà học dở luôn á. Tụi mình phải đáng học giỏi mới được. Rồi sau này tỏ tình với chị sao? Cũng chưa nữa. Dạ, vậy thôi nha. Má đừng có làm mai con lung tung nữa. Đi đúng hướng rồi đó. Giải xong cái bài này đi, mình giải thêm một cái câu số 3 nữa ha. Ừ. Nè, chị coi coi. Coi còn bài tập nào nữa không? Giao hết cho tôi đi, bài tập về nhà cũng được. Tôi rảnh tôi làm. Bài tập luôn. Chị sao vậy? Đâu có gì đâu. Tại tự nhiên cậu thay đổi 360 độ luôn, cái tôi hơi bất ngờ. Có gì đâu bất ngờ, bình thường mà. Sao tự nhiên thay đổi đột xuất? Thay đổi đột xuất, tôi thay đổi không kịp. Cái gì đột xuất? Hả? Chị dùng từ sai rồi đó. Sao vậy? Không phải là ngày hôm nay tôi mới thay đổi đột xuất để siêng năng học tập. Mà là kể từ bây giờ tôi sẽ luôn luôn cố gắng siêng năng học tập. Tôi quyết tâm trở thành một học sinh giỏi. Hiểu không? Hiểu chứ. Đây. Giao bài đi. Mình sẽ làm những câu này ha. Đó. À chị Trâm. Hả? Hôm bữa có đoạn này nè. Thầy giáo giảng nhưng mà tôi ngủ quên. Chị giảng lại cho tôi. Được. Đây. Xác suất để trả lời đúng mỗi câu á sẽ là 1.4. 1/4, 0.25%. Đúng rồi, tại vì đó, cậu thấy cái số này không? Chia cho số này là mình sẽ được ra một cái kết quả như vậy. Đó, còn nếu như mình lấy cái này chia chéo lại cái đây thì mình cũng sẽ ra được một cái kết quả tương tự. Như vậy á, thì mình sẽ ra được cái đáp án, hiểu không? Nhỏ này bữa nay sao tới trễ dữ không biết nữa. Dạ, ăn chào bà. Con ngồi xuống đây. Dạ. Bà hỏi thăm chút rồi lên trển. À,
Dạ có chuyện gì hả bà? Con dạy cho thằng Sĩ nó học đó. Dạ. Mấy ngày nay con có thấy biểu hiện gì của nó khác lạ không con? Con thấy Sĩ mấy ngày nay bình thường à bà, không có gì hết trơn. Ủa mà sao tự nhiên bà hỏi vậy? Vì bà thấy lo, bà sợ nó bị sang chấn tâm lý hay là nó bị đa nhân cách gì đó con. Đâu, con đâu có thấy tới mức gì mà nguy hiểm như vậy đâu. Thấy bình thường à. Mà sao tự nhiên bà nghĩ em nó bị vậy? Bây giờ nói sao cho nó đúng đây ta? Là tại vì á, bà đó là bà nội của nó mười mấy năm nay rồi. Bà biết nó không bao giờ mà nó học kiểu đó hết trơn á. Bây giờ nó cắm đầu cắm cổ nó học như vậy á. Một là nó bị bệnh, hai là nó đau ma ai đó. Dạ? Đau ma là sao bà? Đau ma có nghĩa là yêu thầm nó, yêu đơn phương nó một người nào vậy đó. Trời ơi, con nghĩ em nó nhỏ xíu hồi xưa không có yêu ai đâu bà. Vậy nếu vậy thì chắc là nó bị ai dựa nó hay sao á. Trời ơi, hổng rài bà lo dữ lắm. Mà bà không dám nói cho ba má nó biết luôn á. Mà từ từ. Mà em nó siêng năng như thế nào bà kể kỹ cho con nghe được không? Là chuyện vậy nè. Ủa, Hồng Sĩ giờ này còn sáng đèn vậy ta? Tôi có mơ ông trời. Thằng cháu tôi cặm cụi học bài, đúng là chuyện lạ mà. Bà thấy đó hen, tự nhiên á nó đang thiêu thiêu ngủ rồi bà rình bà coi đó, nó thiêu thiêu ngủ rồi cái nó làm một cái rớt vô mặt nó, tự nó giả luôn. Cái nó tỉnh dậy cái nó học tiếp đó, lạ lùng không? Không ngờ là chiêu của mình có hiệu quả rồi. Cuối cùng thì thằng Sĩ nó cũng chịu học hành chăm chỉ. Thì ra là như vậy. Ồ, rồi còn nữa. Rồi cái tự nhiên cái bắt đầu mà bà thấy nó làm như mà hồi xưa tới giờ á, nó học nhàn rồi. Bây giờ tự nhiên nó cắm đầu cắm cổ nó học, nó bỏ ăn bỏ uống rồi nó học ngày học đêm học như vậy, bà lo dữ lắm. Đó đó, con thấy không có gì để lo hết á. Này bà cứ bình tĩnh đi. Con thấy có khi là em Sĩ nó tìm được cái động lực học đó bà. Động lực học hả? Dạ. Chà, cái động lực gì mà mạnh mẽ dữ vậy trời? Thì có khi là Sĩ nó lớn rồi, xong rồi nó biết suy nghĩ cho gia đình. Nó không muốn mình đứa hạng bét nữa. Nó muốn không để cho bà với lại ba mẹ nó lo lắng, nó học. Trời ơi, bà con thằng cháu nội à, bà cầu trời khẩn Phật nha mà còn chưa được nữa. Nếu đúng như vậy thì bà mừng rồi. Hồi xưa đó, nó học làng nhàng toàn là đứng bét không á, là bà bất an. Bây giờ nó siêng học, nó cắm đầu cắm cổ nó học á, thì bà lại bất ổn. Tại vì bà thấy cái gì, điều gì đó nó hình như nó không có bình thường. Trời ơi, con thấy cái này là rất bình thường. Nhiều khi đây là một cái điều rất là tốt nữa. Tại vì em nó siêng học thì mình phải mừng chứ, sao tự nhiên bà đi lo. Vậy là nó không có bệnh gì hết hả con? Dạ. Trời ơi, như vậy là bà mừng rồi. Chắc là tại vì bà già rồi thành ra bà lo xa. Thôi con lên trển học đi. Nè, bưng cái dĩa này ăn không? Dạ thôi. Để con lên coi Sĩ nó học hành siêng năng sao. Rồi lên dạy cho nó đi nha. Dạ. Ráng cố gắng giùm bà nha. Dạ. Nó có bị bệnh nói tao nghe nha. Ôi trời ơi, vậy nhẹ lòng rồi. Gì vậy? Quá. Ngày mai tôi có kiểm tra một kiếp quá. Thì dạy tôi kỹ vô nghe. Trời đất ơi, đó giờ tôi lúc nào dạy không kỹ? Có mình còn học không kỹ có. Nè, bài tập hôm qua chị Giang làm hết trơn rồi á. Chị coi có sai gì thì chỉ tôi á. Ê. Ừ? Là nguyên một buổi tối hôm qua làm hết như đây bài luôn hả? Thức tới sáng luôn. Đâu có thức tới sáng. Tới 1 giờ tôi đi ngủ rồi. 1 giờ hả? Ừ. Ê, nói nghe này nè. Biết là chăm học bài là tốt á. Ừ. Nhưng mà mình phải đi ngủ sớm, không được thức khuya. Lỡ như bây giờ cậu bệnh thì sao? Chị quan tâm tôi hả? Khùng quá.
Cái này là cái điều đúng mà. Chứ lỡ giờ tự nhiên công sức tôi dạy cậu học đi, thế cậu bệnh cái thành đổ sông đổ biển hay gì? Khỏi lo, tôi không có sao đâu. Ráng thi dớt vé cuối kỳ kéo điểm mấy đợt trước lên. Cái này á là tôi đảm bảo với cậu luôn. Cậu cứ việc yên tâm nha. Với cái sức mà chăm chỉ học hành này của cậu, cộng thêm cái khả năng sư phạm tuyệt đỉnh của tôi, chắc chắn cậu sẽ lên level. Tôi phải cố gắng tiến bộ để xứng đáng làm bồ vậy chứ. Khùng quá ba. Ê, ai da? Ê, bỏ ngay cái kiểu đó nha. Mới khen có chút xíu mà bây giờ là lên đên một cái ha. Thi không được là tôi quýnh cậu á. Chị kiểm tra đi, chưa kiểm tra câu nào hết kìa. Thì để từ từ có gì tôi kiểm tra cho. Chứ cậu làm nhiều vậy sao tôi kiểm tra liền được. Nè, uống thuốc đi con. Dạ, cảm ơn rồi. Đưa coi coi. Vẫn sốt á, 38-39 độ rồi. Còn học hành gì nữa con, thôi dẹp đi. Bỏ, hôm nay học mà. Học á thì khỏe mới học được chứ. Đằng này con còn bệnh vậy mà học cái gì, thôi dẹp đi. Thôi, không sao đâu nội, mai con thi rồi. Mà nội kỳ ghê á. Lúc con lười học nội cũng nói, giờ con siêng thì nội không cho con học. Nội đâu có không cho con học. Nhưng mà học bất chấp thân thể như con vậy đâu có được. Chừng nào mình khỏe lại mình mới học được chứ. Bây giờ á, uống thuốc rồi, con nằm nghỉ đi. Ờ. Dạ, chào bà. Hôm qua dạy sĩ. Bà quên nữa, quên báo cho con biết. Bữa nay sĩ nó bệnh, cho nó nghỉ học bữa đi con. Ừ, không có, vẫn học nha. Trời ơi, học cái gì mà học. Con bệnh vậy mà học cái gì, thôi nghỉ bữa đi con. Nội, con mới vừa uống thuốc xong mà, con không sao đâu. Thôi được rồi, con muốn học quá thì cứ học. Nhưng con à, nếu như thấy thằng sĩ nó mệt quá cho nó nghỉ một bữa nghe con. Dạ con biết rồi. Cứng đầu gì đâu. Ê, học nổi không vậy? Nội. Mai tôi kiểm tra một tiết môn lịch sử, khảo bài cho tôi. Rồi, vậy bây giờ câu hỏi thứ nhất nha. Ê, hai ông mấy hôm nay nghỉ học một bữa cũng được á. Hỏi tiếp. Rồi, câu hỏi đầu tiên nè. Nêu cuộc kết quả của cách mạng Tân Hội. Tàn tính tàn. Đỗ Dũng Sĩ. Ừ. Học sinh tiên tiến luôn hả bà? Sao? Trời đất ơi, thằng cháu của bà mười mấy năm cấp sách tới trường, lần đầu tiên trong cuộc đời nó mới cầm cái bằng khen này về cho bà. Trời ơi, tất cả là nhờ con đó con. Dạ. Nhưng mà cũng là nhờ công sức chăm chỉ học hành của em sĩ 2 tháng nay mà bà. Đâu có đâu. Nhờ có một gia sư giỏi như con á thì mới nó có giấy khen này chứ. Bây giờ cái này ra, để xem bà lộng kiến, bà treo ngay giữa nhà. Đi ra đi vô, ra đi vô để nhìn vô cho con mắt chơi. Dạ. Còn đây, cái này á là bà trân trọng cả nhà bà chứ không phải riêng mình bà đâu, là thưởng thêm cho con. Nhờ có con á mà thằng cháu nội của bà nó tiến bộ được như vậy. Con cầm đi, con cầm đi cho bà vui. Dạ cảm ơn bà. Mà thôi mai mốt bà không cần phải vậy đâu, khách sáo quá trời. Cuối cùng cũng đạt học sinh khá, chắc là đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của Trâm rồi. Hôm nay phải quyết tâm mới được.
có nói là gia đình mình nên kèm cặp em sĩ thêm. Tại vì cô thấy em sĩ học hành chởn mãn, rồi không kiếm rất nghiêm trọng. Không biết là gia đình có thuê gia sư để dạy thêm cho em sĩ không? Mà kết quả học càng ngày càng kém vậy. Con giúp bà nha con. Con ráng dạy cho thạc sĩ cho leo giờ cũng được đó. Miễn sao nó tiến bộ tốt bao nhiêu tiền bà cũng chịu với con. Sĩ vốn dĩ sao không phải học dở, chẳng qua là con ta lười học thôi. Ai... phải làm sao để cậu ấy có động lực học tập bây giờ. Mình vừa có tiền thưởng nè, vừa khỏi mất mặt với cô giáo của trường nữa. Gì? Không lẽ là cậu ta thích mình hả? Tìm ra được động lực giúp cậu chăm học rồi đấy. Ai? Chào. Bộ có chuyện gì hả? Tôi có chuyện gì muốn nói với chị. Đợi, tôi xíu. Tự nhiên ai gọi á? Dạ, alo má hả? Trời đất ơi, con đã nói với má bao nhiêu lần rồi là con chưa có muốn có người yêu hay có chồng bây giờ đâu. Con bây giờ là phải tập trung học hành, rồi mai mốt ra trường công việc ổn định rồi con mới tính đến chuyện đó. Dạ. Vậy thôi nha má. Má mà còn nói với con ba chuyện yêu đương này nữa là con sẽ không bao giờ nói chuyện với má luôn á. Con giận má, con không gặp má luôn á. Dạ. Dạ dạ má. Chắc vậy là ổn rồi đó. Ủa hồi nãy muốn nói gì? À, má chị gọi hả? Đúng rồi. Tại má tôi cứ đòi tôi phải có người yêu đòi cưới rồi đó. Trời đất ơi, mà tôi đâu có muốn vậy đâu. Tôi bây giờ chỉ muốn mình là tập trung cho sự nghiệp rồi lo học hành rồi thôi à. Mà tôi cũng vậy. Tôi quyết tâm là tôi cũng phải có một người bạn trai cùng chí hướng như tôi. Phải có học hành tốt nè, sự nghiệp tốt rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Chứ ở nhà má tôi cứ sốt ruột hoài cho nên mới gọi hối vậy đó mà. Tôi cũng sốt ruột chứ. Hả? Hả? Cậu nói gì vậy? À, tôi nói là nghe chuyện của chị á, nghe mà rầu thúi ruột. Hóa ra là vậy. Vậy là chị dự định là sau này, sau khi mà tốt nghiệp ra trường có việc làm rồi mới có người yêu hả? Đúng rồi đó. Lâu ha. Tôi là phải công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Bạn trai tôi cũng phải vậy đó. Vậy hả? Ừ. Để tôi ráng. Ai? Mà tôi nói cậu nghe nha, cậu cũng phải vậy, phải lo học hành, phấn đấu học hành lên, không có dính vô những cái chuyện mà tình yêu gà bông làm mình sẽ bị sa sút. Mình mới tiến bộ một chút xíu thôi là không được lơ đễnh nghe chưa? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúc mừng cậu nha, đạt được học sinh tiên tiến lần đầu tiên trong đời luôn á. Phải cảm ơn gia sư Phương Trâm này đi. Cảm ơn. Cảm ơn nhạt nhẽo vậy luôn hả? Thôi công sức tôi dạy cậu mà cậu cảm ơn thờ ơ vậy luôn. Chứ làm sao? Sao cũng được. Ông Năm ơi. Đây. Nữ. Kêu Năm hả? Ra đây nói chuyện chút coi. Có chuyện gì không nữ? Đừng có manh động. Nhớ nha. Anh hai. Trong anh là phòng má, mũ có ăn trộm gì nữa. Chắc chắn hồi nãy anh nghe có tiếng ăn trộm rõ ràng mà. Vậy nay mở cửa luôn đi. Mời má. Tao đây nè. Làm gì vậy?
trong phòng của má có ăn trộm đó. Hai đứa bay ăn trộm á chứ trong phòng tao làm gì có ăn trộm. Con nghe rõ ràng, má vô má kiểm tra coi.